Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa trình lại Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP) sau khi cập nhật bổ sung hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Theo đó, Ủy ban tỉnh Lâm Đồng đã cập nhật đầy đủ hồ sơ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định. Dự kiến tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 455 ha, trong đó diện tích xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là 186,21 ha, gồm 123,37 ha rừng tự nhiên và 69,85 ha rừng trồng. Gián cao tốc Tân Phú Bảo Lộc có chiều dài 66,3 km nằm trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. Đoạn đi qua tỉnh Lâm Đồng khoảng 55 km, thuộc địa phận huyện Đạt Oai, Đà Tẻ, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Dải được phân kỳ đầu tư đạt quy mô nền đường tối thiểu là 13,5 m hai làn xe ô tô và hai làn dừng khẩn cấp. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư đạt quy mô nền đường rộng 22 m với 4 làn xe ô tô và hai làn dừng khẩn cấp. Theo Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng, dự án thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư sau năm 2035 với tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ là 16.220 tỷ đồng, bao gồm 6.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, 1.460 tỷ đồng vốn chủ sở hữu nhà đầu tư và vốn huy động khác là 8.260 tỷ đồng. Tuyến đường cao tốc Tân Phú Bảo Lộc khi hoàn thành sẽ giúp nâng cao khả năng kết nối, thúc đẩy kinh tế khu vực, rút ngắn thời gian vận chuyển giữa địa phương Lâm Đồng với mạng lưới hệ thống giao thông trong khu vực, hệ thống đường giao thông quốc gia, giảm ách tắc tai nạn giao thông cho quốc lộ 20 đang trong tình trạng quá tải hiện nay.